Chào anh ạ. Không biết là anh có thể giới thiệu cho mọi người về tên của mình hoặc là gia đình mình không ạ? Anh tên Nghị, gia đình anh hôm nay có tham gia cái chương trình Bạn của bé, đi biển Bình Châu. Gia đình anh có bao nhiêu thành viên ạ? Ba thành viên, mình, bà xã với lại con bé. Dạ, thì thông qua chương trình lần này thì anh có cảm nghĩ gì về chương trình lần này ạ? Chương trình tổ chức rất là vui, thấy bé nó cũng thích, với lại cái nơi bố trí sinh hoạt cũng tốt. Anh có phát hiện được cái khả năng gì của bé nữa không ạ? Thấy nó năng động hơn, thứ hai nữa là nó học hỏi nhiều cái mà ở trường nó không được học, và nó có những cái kỹ năng mới, như là về nhóm, làm việc nhóm, rồi tham gia những cái hoạt động có cái tính suy nghĩ, nó phát huy cái cá nhân của mình tốt hơn. Dạ, anh có nhận xét gì về các bạn cộng tác viên tham gia hỗ trợ của mình không? Thấy các cộng tác viên rất là nhiệt tình, chu đáo và chăm sóc mọi người khá tốt. Dạ, cảm ơn anh. Thì không biết là sắp tới có chương trình gia đình hồn nhiên xong hoặc là gia đình hồn nhiên rừng thì anh có tham gia không ạ? Chắc thời gian tới nếu có tổ chức chắc mình cũng sẽ đăng ký cho bé đi tiếp. Dạ, rất cảm ơn anh đã tham gia phỏng vấn ạ. Cảm ơn.